Tim gồm có 4 buồng, hai buồng ở trên là nhĩ trái và nhĩ phải, hai buồng ở dưới là thất trái và thất phải. Rung là khi các sợi cơ co vào các thời điểm khác nhau nên kết quả cuối cùng là tạo ra cử động rung hay co giật. Bình thường một tín hiệu điện học được phát ra từ nút xoan nằm ở nhĩ phải, sau đó lan truyền rất nhanh qua cả hai nhĩ cho phép chúng khử cực gần như cùng lúc. Và cuối cùng dẫn đến co cơ đồng bộ. Tín hiệu này tiếp tục lan truyền đến hai tâm thất, làm cho thất co bóp ngay sau đó. Với rung nhĩ, hay còn gọi là AF, các tín hiệu lan truyền lòng vòng trong nhĩ một cách hỗn loạn và làm cho nút xoang mất kiểm soát. Thay vì tạo ra một nhát bóp mạnh, thì tất cả những nhát bóp nhỏ này khiến cho tâm nhĩ dường như đang rung lên. Trên điện tâm đồ hay ECG, bình thường sóng B sẽ tương ứng với giai đoạn nhĩ co, theo ngay sau đó là phức bộ QRS tương ứng với khi tâm thất co bóp. Trong rung nhĩ, khi những vùng nhỏ này co bóp ở những thời điểm khác nhau, kết quả là biểu hiện một đường vẽ ngoằn ngoèo trên điện tâm đồ. Mỗi đỉnh sóng nhỏ này ứng với một vùng nhĩ co giật, đôi khi tín hiệu từ một trong những vùng này được dẫn truyền xuống tâm thất và làm cho thất co bóp. Những nhát bóp này biểu hiện bằng các phức bộ QRS, xen kẽ với khoảng cách không đều nhau, và thường có tần số cao từ 100 đến 175 lần một phút. Với nhịp tim bình thường, sự co bóp đồng bộ ở tâm nhĩ sẽ tống một lượng máu nhỏ xuống thất, gọi là giai đoạn nhĩ thu. Những bệnh nhân có rung nhĩ sẽ không có nhát bóp nhĩ này, mặc dù điều này không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vì sao điều này lại xảy ra ở tâm nhĩ? Vì sao những tế bào này bắt đầu khởi cực một cách hoàn toàn không đồng bộ? Câu trả lời không hề đơn giản. Có rất nhiều yếu tố nguy cơ dẫn đến khởi phát rung nhĩ và cơ chế chính xác vẫn chưa được sáng tỏ. Rung nhĩ thường xảy ra đồng thời với các bệnh lý tim mạch khác như tăng huyết áp, bệnh mạch vành, bệnh van tim. Căn bản là bất cứ bệnh lý nào có thể gây ra tình trạng viêm hoặc kéo giãn cơ học lên tâm nhĩ và có thể tạo ra tổn thương trên các tế bào tâm nhĩ. Các yếu tố nguy cơ khác không liên quan đến tim mạch bao gồm có béo phì, đái tháo đường và nghiện rượu. Thêm vào đó, yếu tố di truyền dường như cũng góp phần dẫn đến rung nhĩ. Những yếu tố này có khả năng gây áp lực lên các tế bào của tâm nhĩ, có thể dẫn đến mất đồng nhất tổ chức mô, nghĩa là những tế bào này bắt đầu có những tính chất điện học khác nhau ví dụ như tế bào này có thể dẫn truyền tín hiệu nhanh hơn tế bào bên cạnh và có thể có thời kỳ trơn ngắn hơn là thời gian sau khi khử cực mà các tế bào không dẫn truyền tín hiệu khác. Những tính chất mô học khác nhau này cuối cùng có thể gây nên các dẫn truyền không thể dự báo trước ở tâm nhĩ. Bình thường với mô đồng nhất cơ bản sẽ hình thành một đầu sóng dẫn truyền qua tâm nhĩ. Với mô không đồng nhất rất nhiều sóng nhỏ xuất hiện gọi là thuyết đa sóng nhỏ những sóng nhỏ này lan truyền ngẫu nhiên quanh tâm nhĩ đôi khi các sóng va chạm nhau và tạo nên các con sóng mới bên cạnh thuyết đa sóng nhỏ còn có thuyết ổ tự động khi có một nguồn cụ thể được cho là khởi phát rung nhĩ bằng cách liên tục phát ra xung động điện vượt qua nút xoan kết hợp cùng với các yếu tố nguy cơ và hiện tượng mô không đồng nhất điều này có thể thúc đẩy gây nên rung nhĩ Giả thuyết cho rằng các ổ tế bào là những tế bào dẫn truyền trong cơ tim nằm xung quanh tĩnh mạch phổi, đúng vậy là tĩnh mạch phổi. Nhớ rằng những tĩnh mạch này bình thường đổ máu vào nhĩ trái và nơi mà các tĩnh mạch phổi đổ vào có tổ chức mô học mang tính chất điện học thật sự độc đáo. Thông thường, rung nhĩ khởi phát một cách kịch phát, nghĩa là xuất hiện và biến mất một cách đột ngột, mỗi lần kéo dài chưa đầy một tuần. Có lẽ bởi vì mô nhĩ vẫn còn tương đối khỏe mạnh, những cơn kịch phát lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian dài thường khiến tế bào nhĩ chịu áp lực lớn hơn. Một số cơ chế có thể giải thích vì sao sự xuất hiện của nhịp nhanh từ một trong những cơn rung nhĩ kịch phát lại có thể dẫn đến áp lực lên các tế bào nhĩ. Một trong những cơ chế đó là sự quá tải canxi. Tuy nhiên, qua thời gian, những tế bào nhĩ dần dần bị sơ hóa hay tạo sẹo từ những áp lực này. Khi điều này xảy ra, rung nhĩ không thể tự chấm dứt và hình thành rung nhĩ dai dẳng. Được định nghĩa là khi rung nhĩ kéo dài hơn một tuần mà không tự chấm dứt. Rung nhĩ dai dẳng có thể kéo dài khá lâu, từ hàng tuần đến hàng tháng. Và khi rung nhĩ kéo dài hơn 12 tháng thì được gọi là rung nhĩ dai dẳng kéo dài. Rung nhĩ mạng tính là khi bệnh nhân và bác sĩ quyết định đồng ý không cố gắng chuyển nghiệp. Những triệu chứng thường gặp khi có rung nhĩ là mệt mỏi toàn thân, vì nhịp tim không được điều phối bởi nút xoang nữa, khoảng cách giữa các nhát bóp không đều, việc phân phối máu đến các mô trở nên kém hiệu quả. Các triệu chứng khác có liên quan bao gồm chóng mặt, khó thở và suy nhược. Người bệnh còn có thể có cảm giác đánh trống ngực. Một biến chứng có thể xảy ra trong rung nhĩ là đột quỵ, khi tâm nhĩ không có bóp đồng bộ mà bị rung giật. Máu ở tâm nhĩ bị ứ trệ, khi đó máu sẽ có xu hướng hình thành nên các cục máu đông trong rung nhĩ. Cục máu đông có thể được hình thành, sau đó đi vào tâm thất, rồi được bơm vào tuần hoàn của cơ thể. Có khả năng đến não và kẹt lại ở đây. Hiện tượng này dẫn đến các đứt nguồn máu nuôi dưỡng cho phần não tương ứng. Và đó là một dạng đột quỵ. Chẩn đoán rung nhĩ dây dẫn dựa vào điện tâm đồ. Mặc dù có thể là đợt rung nhĩ kịch phát, nhưng khi còn nghi ngờ, bệnh nhân sẽ được theo dõi bằng máy điện tim Holter một thiết bị di động đặt ở ngực để theo dõi nhịp tim của bệnh nhân trong khoảng thời gian dài và ghi lại những cơn rung nhĩ để có thể xem lại sau đó bởi vì có hàng loạt nguyên nhân có thể gây rung nhĩ nên điều trị thường sẽ khác nhau ở từng bệnh nhân cụ thể một số thuốc nhất định có thể được sử dụng giúp kiểm soát nhịp tim hoặc các thuốc làm giảm khả năng hình thành cục máu đông và do đó ngăn ngừa biến chứng đột quỵ bệnh nhân cũng có thể được cấy thiết bị tạo nhịp tim giúp kiểm soát nhịp nhĩ một cách liên tục có thể làm giảm khả năng xuất hiện các đợt run nhĩ cuối cùng có thể được áp dụng phương pháp triệt đốt qua ống thông bằng năng lượng sóng có tần số radio những vùng mô nhất định sẽ bị phá hủy để ngăn chặn bất kỳ sự lan truyền tín hiệu điện nào một loại phẫu thuật tên là phẫu thuật maze khi đó một con đường mới được tạo ra giúp cho xung động điện lan truyền một cách thống nhất và có thể dự đoán được đôi khi bệnh nhân sẽ được triệt đốt nút nhĩ thất hay căn bản là cắt bỏ bất kỳ mối liên hệ nào giữa nhĩ và thất vì tâm thất không nhận được xung động từ nhĩ nữa nên những bệnh nhân này cần được cấy thiết bị tạo nhịp để đảm bảo thất co bóp với nhịp tim nhanh vừa đủ